Trên đời này có cái thứ gì mà không mua được bằng tiền không? Có chứ, tình yêu. Tình yêu sẽ không mua được bằng tiền. Bác sĩ đang nói không có đúng lương tâm của mình. Sao nữa? Bây giờ bác sĩ không phải là bác sĩ, và bác sĩ cũng không có tiền luôn. Vậy cái đứa ngu nào yêu bác sĩ? Sức khỏe. Tôi nghĩ sức khỏe sẽ không mua được bằng tiền. Bây giờ ví dụ bác sĩ đang bị bệnh đi, mà có một cái phương pháp điều trị nó rất là tốn kém, nó rất tốn tiền. Có phải là bác sĩ có tiền thì được điều trị, còn không có tiền là không được điều trị không? À, thời gian. Tôi nghĩ thời gian, chắc chắn là thời gian sẽ không mua được bằng tiền. Mua được chứ. Làm sao anh mua được? Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi. Tiếng 25, 26 đâu ra mà anh mua? Có phải bây giờ bác sĩ đang sử dụng 8 tiếng đồng hồ để làm việc không? Đúng. Giả dụ tôi là chủ của bệnh viện này, tôi thuê 10 người như bác sĩ, có phải là tôi có 80 tiếng không? Đó là tôi đang sử dụng tiền để mua thời gian của mọi người làm việc cho mình. Vậy chứ bây giờ tôi hỏi nè, rốt cuộc cái gì không mua được bằng tiền? Sự nghèo khổ. Làm sao mà sự nghèo khổ không mua được bằng tiền? Bác sĩ mua sự nghèo khổ thì sao? Thì tôi dùng tiền tôi mua thôi. Nếu bác sĩ có tiền để mua sự nghèo khổ thì bác sĩ đâu phải là người nghèo khổ. Mà cho dù có thể mua được đi chăng nữa, bác sĩ đủ can đảm để mua không? Mà giả dụ là đã mua rồi thì nó cũng chỉ là sự nghèo khổ pha ke thôi, không phải là cái nghèo real. Nó không phải là nghèo chân chính, nghèo bằng thực lực. Nghèo không phải là một trạng thái kinh tế, mà nó là cả một cái hệ tư tưởng. Bác sĩ ngồi đây mà chiêm nghiệm lại đi.